Việt Nam ta đi là ghê. Chào các bạn của Việt Nam đi là ghiền. Hôm nay Trường đang có mặt ở thành phố Châu Đốc, một trong hai thành phố của An Giang, nơi đầu nguồn của con sông Hậu. Có thể nói là một trong những nơi mà có rất nhiều những nét giao thoa văn hóa của người Kinh nè, người Chăm nè, người Khmer nè, với nhiều những điểm đến du lịch tâm linh, rồi cả là những câu chuyện kỳ bí nữa. Mà hôm nay Trường lại được đi xa lôi nữa nè, đó, hấp dẫn chưa? Vậy nên ngay bây giờ chúng ta cùng lên xe và đi khám phá thôi nào. Đây là Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, một địa điểm tham quan và chiêm bái rất là nổi tiếng ở vùng Châu Đốc mà bà con và du khách khi mà đến đây sẽ đều ghé để có thể được vào viếng bà. Thì bây giờ các bạn hãy theo Trường chúng ta vào bên trong để cùng viếng nhé. Các bạn ơi, Trường đã vào bên trong miếu bà. Mình đang đứng ở khu vực sân bên ngoài thôi. Thì Trường cảm nhận được là về kiến trúc, nhìn từ trên cao xuống thì các tầng tháp tựa như là một đóa sen vậy đó. Rồi phần mái cũng vậy, mang cái màu sắc nó rất là gần gũi với văn hóa Nam Bộ của mình. Trường đang đứng ở ngay chánh điện của miếu bà. Thì theo quan sát của Trường là bà con mình đến đây để viếng rồi tỏ lòng biết ơn thì rất là đông luôn. Và những đợt cao điểm thì sẽ còn đông hơn nữa, rất là nhiều bà con cùng tới đây. Mỗi một năm có thể đón được khoảng từ 5 đến 6 triệu lượt khách tham quan và chiêm bái. Thì bà con thường đến để cầu xin cho mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu. Và ở phía bên trong đây, đó chính là bà Chúa Xứ với một bức tượng của bà đặt ở ngay giữa chánh điện, rất là lộng lẫy và rất là uy nghi. Vào năm 2009 thì tượng bà đã được ghi vào sách kỷ lục An Giang là bức tượng bằng đá sa thạch xưa nhất Việt Nam, và cũng như là có áo phụng cúng nhiều nhất. Còn theo nhà khảo cổ người Pháp tên là Malahat nghiên cứu vào năm 1941 thì tượng bà Chúa Xứ Núi Sam được cho là được tạc vào cuối thế kỷ thứ 6. Rất có thể đây là một trong những hiện vật cổ còn sót lại của nền văn hóa Ốc Eo xưa. Điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình hôm nay, chúng ta đã có mặt tại chân núi Sam. Bình thường đến đây thì bà con mình sẽ đến viếng miếu bà Chúa Xứ, rồi sau đó thì mình sẽ có thêm thời gian để tham quan đỉnh núi Sam. Thường thì mình sẽ đi theo các cách như là đi bộ nè, hoặc là đi xe máy cũng được. Nhưng mà 3 năm trở lại đây thì có tuyến cáp treo này. Đây là một trong những sự lựa chọn Trường nghĩ là rất là thú vị, sẽ giúp chúng ta sẽ có thêm một cái góc nhìn từ trên cao, phóng tầm mắt quan sát cảnh vật xung quanh để có thêm những cái khoảng thời gian thư giãn và ngắm cảnh thì là đẹp. Nên là ngày hôm nay Trường sẽ cùng với tất cả các bạn đi cáp treo nha. Đây là cáp treo nha, bây giờ mình sẽ lên cáp treo để di chuyển lên đỉnh núi Sam. Trường đang trên cabin của cáp treo nè các bạn. Mua một vé vậy là 90.000, cái này là giá khuyến mãi nha. Nhưng cái giá vé này là vé 2 chiều, tức là đi lên xong rồi đi xuống luôn, thì sẽ được tặng kèm thêm là một suất ăn trưa nữa. Nay mình có thể nhìn được toàn cảnh của núi Sam, Châu Đốc. Bên này là mình nhìn thấy được đang những cánh đồng vô mùa nước nổi rồi nè. Đó, xa xa kìa các bạn. Trường nghĩ là mấy bạn trải nghiệm thử lần đi. Mình đi bộ có cái thú vui riêng của đi bộ, mà lên trên cáp treo mình được nhìn thấy mọi thứ ở trên cao xuống, Trường bảo đảm là đã lắm á. Quá đã. Đi có vài phút à, lên tới nơi rồi. Bây giờ mình bắt đầu lên trên đây khám phá cụ thể coi đây có gì ha. Chào các bạn, Trường đang đứng ở nơi này được gọi là quảng trường trên đỉnh núi Sam. Từ đây mình có thể phóng tầm mắt nhìn thấy toàn bộ thành phố Châu Đốc. Nè mấy bạn ơi, nhìn theo hướng của Trường đang chỉ nha. Phía bên kia là những cái đồng nước nổi đúng không? Dọc theo khu vực nhà dân đang sinh sống đó là con kênh đào Vĩnh Tế. Đây là kênh đào do danh tướng Thoại Ngọc Hầu đã chỉ huy đào khoảng hơn 200 năm trước. Ngoài cái việc đó là thông thương rồi giao thông về đường thủy, đây còn được xem như là một đường biên giới giữa Việt Nam chúng ta và nước bạn Campuchia.
Rồi còn hướng này, hướng Tây Trường đang chỉ nè, đây là trục đường chính dài khoảng 6 km, tên là Tân Lộ Kiều Lương. Đây là trục đường nối từ trung tâm thành phố Châu Đốc đến chân núi Sam. Sau lưng Trường đây là bệ đá sa thạch ở đỉnh núi Sam, là hơn 200 năm trước đã tìm thấy tượng của bà. Thì sau đó thì người dân mới xin để thỉnh bà xuống và lập miếu thờ, mà nơi mà chúng ta đã có dịp để mà đến và chiêm bái. Thì đây là một trong những dấu tích rất là đặc biệt mà bà con đến đây thường sẽ ghé thăm để chiêm bái. Các bạn thân mến, ẩm thực của miền Tây Nam Bộ nói chung và ẩm thực của An Giang nói riêng có rất là nhiều những cái điều đặc trưng và thú vị. Mà ngày hôm nay Trường tự đặt cho mình một cái thử thách, đó chính là sẽ tìm kiếm để xem các bạn của chúng ta đi ăn quán nào ngon rồi chia sẻ trên mạng ra làm sao, cái Trường đi thử coi thế nào. Thì hôm nay Trường đã tìm được một địa chỉ có cái tên rất là lạ, đó chính là Cơm Niêu Ông Địa. Ghé vô thử nghe. Con đang đi quay chương trình Việt Nam Đi Là Nghiền với mấy bạn khán giả coi đài nè. Thành thử ra là con muốn mời chú qua để giới thiệu cho mấy bạn về ẩm thực của quán mình, nhất là những cái món đặc sản miền sông nước ngay mùa nước nổi nè. Bây giờ chú Hoàng giới thiệu với Trường nha. Đây là cái món khai vị chả giò tam giác, chả giò Ông Địa. Rồi, dễ thương không mấy bạn? Rồi, chấm với tương. Cái vỏ nó thơm thơm, cái nhân nó bùi bùi, ngại ngại ngon ha. Đây là món khai vị cũng nằm trong cái ẩm thực của nhà Cơm Niêu Ông Địa. Dạ. Cá linh chiên bột mùa nước nổi. Đây các bạn ơi, cá linh nè, thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Cảm giác thế nào? Gà hấp, nhai mềm rụt. Đây là con cá heo. Nghe cá heo là con cũng giật mình. Ủa sao có tên cá heo là gì? Đây, à, cá heo kho tộ. Đấy, mọi giống mình cá heo. Hay, mình trơn, không vẩy. Nó giống như loại cá da trơn của đồng bằng sông Cửu Long. Con cá này là một những con cá đặc biệt và đặc sản rất là quý hiếm của đồng bằng sông Cửu Long. Mà bây giờ không còn nhiều nữa. Đây là lần đầu tiên được ăn con cá heo này. Nó ngon thiệt sự nha. Cái thịt nó bé béo ha, cái da nó mới ngon nha, nó mới đặc biệt á. Rồi có trứng nữa, trời ơi, nó bùi bùi bùi, ăn với gạo, ngon quá trời. Bây giờ mình qua thưởng thức món tiếp theo, đó chính là phần kinh điển xào tép mấy bạn ơi. Nếu mình tính ra, nguyên liệu của nó rất đơn giản. Dạ, giá, hẹ, củ hành, rồi tép, đâu cũng có chứ. Kết hợp bằng kinh điển nữa thì mình ăn vô mình múc một củ thiệt là đầy luôn đó. Mình ăn lần như vậy á, cái vị nó trộn lại nó mới ngon. Rồi bây giờ mình coi như là thưởng thức qua món tép xào, giờ mình qua món chính nè. Món chính này đây, gẩu canh chua mầm sướng mầm đi điển cá linh non. Rồi giờ múc đại giá đầy ha, có nhiều lấy nhiều nha. À, cá linh nè mấy bạn. Sao mà hay dữ các bạn, nấu cái nồi lẩu á mà nó vừa chua là có nè, có cái độ ngọt được, có cái độ cay được, có cái độ mà nó nhẫn nhẫn đến đắng nghe. Trộn lên bà con mà thực sự là hay ghê luôn á trời, hướng vị miền Tây mà. À, con nói thiệt là hôm nay con chỉ định là mời chú giới thiệu sơ sơ thôi, mà con không ngờ đó là nhờ có nhú ra vậy đó mà mới hiểu được nhiều thứ, đều là những cái sản vật của quê hương của mùa nước nổi thế thôi. Thì thấy ấm lòng quá. Giống như là hấp miếng lẩu gì đó nó đủ vị hết nhưng mà nó ấm áp. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn Trường đã đến đây và thưởng thức những bữa cơm đạm bạc của gia đình, của nhà hàng Cơm Niêu Ông Địa. Ngày hôm nay mình đã có một hành trình trải nghiệm cũng đa dạng đúng không nào? Chúng ta được viếng miếu bà nè, đi cáp treo lên đỉnh núi Sam, rồi được đi thưởng thức ẩm thực nữa. Những điểm đến phải nói là quen thuộc thôi, thế nhưng chúng ta lại có thêm những cái góc nhìn rất là mới lạ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của Việt Nam Đi Là Ghiền. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Cù Lao, Tân Châu. Đừng quên nha, khung giờ phát sóng của chương trình là 11:50 sáng thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7, phát lại vào thứ 4, thứ 5 của tuần tiếp theo. Và chương trình cũng còn được phát sóng ở trên kênh YouTube của Việt Nam Đi Là Ghiền, kênh YouTube của HTV Giải Trí. Còn bây giờ, Nhật Trường xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Việt Nam đã đi là...